Tử vi tuổi Canh Tý 1960 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tử vi cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Canh Tý nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc hanh thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thái tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thì Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Canh Tý hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Canh Tý trong năm 2022. Gia chủ tuổi Canh Tý 1960 thường gọi là tuổi chuột, ngũ hành bản mệnh ích thượng thổ, tức là đất trên thành. Thiên định mệnh chủ tuổi Canh Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến và quý trọng. Họ thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú, họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ của cải chưa có, về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định. Bởi vậy, luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm đều có lối thoát tối ưu. Bên cạnh đó, họ luôn ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đang ưu ái ai thì là người được họ đánh giá cao. Trong năm 2022 Nhâm Dần, về địa chi, Tý gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, tốt đẹp. Về thiên can, canh gặp Nhâm là sinh may mắn. Tháng may mắn năm 2022 của gia chủ tuổi Canh Tý là tháng 1, tháng 6, tháng 11 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 Nhâm Dần cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tuổi Hợp là những người sinh năm 1964, 1976, tuổi Kỵ 1966 và 1978. Trong năm 2022, năm mệnh tuổi Canh Tý gặp sao chiếu mệnh là sao Mộc Đức. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này, thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp. Công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được với nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ mệnh. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức tinh quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp Mộc Đức sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi, an toàn. Còn với nữ mệnh tuổi Canh Tý trong năm 2022, gặp được sao Thủy Diệu hay còn gọi là sao Thủy Đức tinh quân, trông coi sao Thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của. Sao Thủy Diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu đối với nữ. Sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, sẽ gặp tai nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sau này thì kỵ tháng 4 và tháng 8. Nhưng xét cho kỹ, sau này có cát, có hung. Sao Thủy Diệu hợp với người mệnh mộc và mệnh kim. Thủy Diệu thường mang đến những điều bất ngờ, may mắn trong buôn bán cho gia chủ. Phụ nữ mang thai khi gặp sau này thì được bình an và may mắn.
Đặc biệt, việc tìm lành chánh giữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an, giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ ngày sau giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng ngày sau giải hạn, Thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả các gia chủ, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Để đăng ký tham gia nghi lễ ngày sau giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của Thầy Gia Cát. Trong thời gian này, Thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Canh Tý hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của Thầy để đặt lịch gặp Thầy và để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy, các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Tử vi năm 2022 cho thấy Canh Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong năm Nhâm Dần, những gia chủ tuổi Canh Tý nếu có cơ hội thì nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Ngoài ra, các gia chủ Canh Tý trong năm 2022 cần cẩn trọng và chú ý trong tháng Bính Ngọ, tức từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với các gia chủ Canh Tý, và những ngày này gia chủ cần hết sức đề phòng cái tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đầu ập tới. Vào những ngày mệnh chủ cũng tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những công việc đại sự. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ Canh Tý 1960 không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Canh Tý trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận, phần lớn các bác tuổi Canh Tý đã về hưu hoặc còn làm việc cũng rất ít, bởi ở tuổi này, danh vọng và tiền tài không còn là ưu tiên hàng đầu của các bác. Thứ các bác cần quan tâm đến là sức khỏe và gia đình. Còn với những bác tuổi Canh Tý vẫn còn tiếp tục công việc, tử vi năm 2022 cho thấy rằng phần trình về sự nghiệp của các bác sẽ gặp được những may mắn và bước tiến nhất định trong sự nghiệp. Thành tích của các bác đạt được không ít, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc được thăng chức hay tăng lương. Hay nói cách khác, cơ hội để thăng tiến trong năm nay của các bác khá ít ỏi. Chính vì vậy, để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân còn được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Canh Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong năm nay, sẽ có nhiều chuyện phát sinh khiến cho các bác tuổi Canh Tý bắt buộc phải chi tiền. Các bác nếu không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra. Có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Cho nên các bác cần phải biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Muốn kích vượng vận tài lộc, các bác tuổi Canh Tý hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tân kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn xung quanh. Đồng thời pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho các bác. Đặc biệt, khi mang pháp khí bên mình, các bác sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Nhâm Dần. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi của các bác tuổi Canh Tý trong năm 2022 sẽ gặp một số chuyện không hay. Trong gia đình sẽ có xích mích nhẹ giữa con cái, cha mẹ. Với các bác trai tuổi Canh Tý là chủ gia đình thì tiếng nói của các bác sẽ nhận được sự tôn trọng của các thành viên. Các bác nên đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Còn với các bác gái tuổi Canh Tý là người mẹ, người vợ trong gia đình, các bác cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo.
Bên cạnh đó, trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Canh Tý hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, đồng thời tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Từ đó, luôn giúp gia đạo êm ấm và bình yên. Thứ tư về mặt sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe của các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong năm 2022 cho thấy tình hình sức khỏe của các bác thời gian này có phần đáng ngại. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của các bác đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do các bác chủ quan không quan tâm đến sức khỏe, hoặc với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian để nghỉ ngơi và dưỡng sức. Tử vi còn cho thấy các bác tuổi Canh Tý có thể chất kém từ khi còn nhỏ và ít quan tâm đến sức khỏe ở tuổi trẻ, cho nên tình trạng thể chất của các bác có thể tồi tệ hơn so với những người cùng trang lứa. Đặc biệt, bệnh dạ dày của các bác trong thời gian này sẽ có dấu hiệu nghiêm trọng hơn trước. Không như vậy, cả bệnh xơ vữa động mạch và bệnh tim do uống quá nhiều và hút thuốc có thể dẫn đến sự bùng phát của các bệnh mạch máu vào năm 2022. Thậm chí các bác sẽ phải nhập viện để điều trị. Chính vì vậy, bước sang năm Nhâm Dần, các bác sẽ cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi, tăng sức đề kháng cho mình, ăn uống đủ chất, tập thể dục thể thao điều độ. Các bác cần căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân mình để sắp xếp kế hoạch làm việc, sinh hoạt cho đầy đủ. Dù sao, các bác cũng không còn trẻ, mọi va vấp hay sự cố nhỏ cũng dễ gây tổn hại đến cơ thể. Ngoài ra, các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Canh Tý sinh năm 1960. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Canh Tý trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để hiểu rõ hơn. Các bác trai tuổi Canh Tý trong năm 2022 gặp phải hạn huỳnh tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa thường có câu huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam khéo đau mắt, đề phòng tay chân. Các bác khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Việc làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước cũng sẽ không gặp được thuận lợi, nhiều khó khăn, trắc trở. Theo kênh Phong Thủy Gia Cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước các bác đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Đồng thời, trong phương diện cuộc sống, các bác không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả. Sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Cần với các bác gái tuổi Canh Tý trong năm 2022 sẽ gặp phải hạn hoàn tận. Hạn này chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn này thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng, ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc, tài sản và sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các bác cần hết sức chú ý. Trên đây, Kim Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Thầy Gia Cát khuyên các bác trong năm Nhâm Dần sẽ cần mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc và tăng cường hòa hợp, thiên, địa, nhân, hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, sang ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Đặc biệt là các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù lâm tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại,
hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng và cuộc sống hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.